Nên hồi đó như Đức ngoài đời quý vị, nghèo nghèo, xấu thì xấu nhưng biết nắm bắt cơ hội. Nghe không? Thí dụ như quen con nhỏ này, nó kêu nó không cho hung cũng hung luôn. Tại vì sao? Mình đã quen rồi mà không hung gì mày quen làm chi? Tôi quen tao mà không cho hung, làm bộ hoài mệt cái gì. Thấy chưa? Mình là con người nó rất là dạn dĩ và quyết đoán quý vị. Nó con lần mà tự nhiên hung nhỏ nó tán bây giờ này. Ê. Quen nhau nghe không? Đã trao cho nhau những lời nói gì mà sao làm bộ hoài. Nếu chúng sanh nào bị đọa địa ngục trong ba cõi ác mà muốn sanh vào cõi nước của con, được con giáo hóa thì cũng đều thành Phật. Nghĩa là đọa trong ba đường ác rồi đó, mà nghe danh hiệu Phật, mà niệm Phật muốn sanh về cái quốc độ của Ngài, Ngài dẫn tiếp dẫn về cực lạc. Và vì cực lạc rồi không bao giờ bị thối đọa lại. Cái đặc biệt là quý vị để ý tâm của Phật Bồ Tát. Nếu không như thế con không thành Phật. Những điều mà Ngài nêu lên, nếu mà không được vậy mà Ngài tu nghe, Ngài tu, Ngài tạo phước duyên nghe, phát nguyện nghe, nếu như mà cái công đức tu hành này mà nếu như mà không được như vậy thì tiếp tục tu nữa, Ngài nguyện không thành Phật. Chừng nào mà tất cả những cái sự tu của Ngài, công đức của Ngài mà trang nghiêm được quốc độ rồi mà được như cái nguyện đó thì Ngài mới thành Phật. Để ý chỗ này nè. Nghĩa là tu hành cũng rất cực khổ đó. Tu hành cũng rất là cực khổ đó. Nhưng mà đúng ra thì khỏi cực khổ nữa để mà mình được làm Phật đi. Nhưng mà nghĩ cho tất cả chúng sanh, nếu mà chúng sanh không được như cái lời nguyện đó thì tiếp tục tu nữa, chịu cực tu nữa. Chừng nào mà được như vậy thì mới thành Phật. Cái tâm quá lớn quý vị à. Cái tâm rất là lớn. Nên mình là Phật tử đi về chùa, mình nghe đạo, mình tu hành cũng vậy. Quý vị nhớ là một cái đoàn thể thì nó rất là lớn, một cá nhân thì nhỏ. Nhớ chưa? Nên mình làm cái gì mình cũng nghĩ cho cái đoàn thể. Tại vì đoàn thể là cái đầu kéo. Mà cá nhân nó không có đoàn thể là mình chết. Thật sự đó, cá nhân mà nó không có cái đoàn thể giống như một cái cành mà nó không có gốc thì bị sống sao nổi. Nên con người chúng ta sống trong cuộc đời này mình phải nhận thức. Tại sao Hòa Thượng mình ở đây mấy chục năm làm việc giáo hội mà mấy chục năm mà Ngài tồn tại đặc biệt dưới? Nó rõ ra càng gần Hòa Thượng những Đức mới học được nhiều cái. Đó là gì? Phải đoàn thể chứ không thể nào cá nhân được. Bây giờ chùa Hòa Thượng có chùa cao Phật lớn đi chăng nữa thì cũng là một cái cành, một cái thân hay một cái gốc nhỏ nằm trong một cái cội cây lớn thôi. Chứ không thể nào mà nó bao trùm nó là nguyên cái cây này, cái gốc này của mình được. Phải nhớ chỗ này. Nên mình là Phật tử đi về chùa tu tập. Những việc mình làm, việc lợi ích cho Tam Bảo, đó là tu hành phước duyên của mình. Đừng có bao giờ nghĩ rằng cái công cán mình lớn gì. Tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Phải làm sao mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Chứ đừng bao giờ thật sự cái phước duyên nó rất là lớn thì cái cuộc sống của mình không có thiếu đâu. Đừng bao giờ đi đến chùa mà lâu ngày trở thành một điểm nương tựa để mà có vật chất. Đó là hoàn toàn thất bại. Cuộc sống tiền bạc kiếm ở đâu thì kiếm, đừng có kiếm trong ngôi Tam Bảo. Thật sự quý vị biết những điều mà quý thầy mà nhắc nhở gì. Nếu quý thầy là người kiếm tiền mà để riêng trong túi mình thì quý thầy không phải là người tu hành. Kệ quý thầy, chuyện đó của quý thầy, nhân quả của quý thầy chịu. Hiểu không? Những đức tin chắc 100% đoàn thể nó là cái lớn. Thí dụ như chùa mình đi phát triển máy, nghe pháp máy niệm Phật rồi đi. Đó là một đoàn thể. Quý vị coi, có những người không hiểu. Ví dụ như người ta nói, ông thầy Đức ông bán máy đồ này kia. Thì hãy nhìn cái lượng máy như Đức tặng quý vị đi. Có ai dám làm điều đó không? Nếu không là không phải là đoàn thể. Thấy không?
Thật sự quý vị biết rằng cái lượng máy chùa mình đưa ra rất là nhiều. Tại sao những đức duy trì được cái giá máy hoài cho quý vị luôn? Cái đầu những đức cũng không đơn giản. Những đức duy trì cái giá máy hoài cho quý vị luôn, trong khi cái đồng tiền của nước ngoài nó lên xuống suốt à. Vậy mà tại sao những đức duy trì cái giá máy hoài cho quý vị luôn? Là tại vì mỗi một chiếc máy bị là những đức tăng lên một phần giá, nên những đức duy trì giá máy hoài khi lên xuống. Nếu như chùa mình mà những đức không nhìn ra như vậy thì không lẽ bây giờ bên kia lên xuống, những đức lên xuống với quý vị? Mà nếu như những đức tặng hoài luôn thì máy mình không phát triển nhanh được. Nên những đức có tặng và có đưa ra một cái đèn bông sen đưa người ta, và người ta đặt thêm một chục đèn bông sen nữa. Quý vị phải đây là đoàn thể lớn không? Cái nghĩ này mới là nghĩ lớn nè. Nhiều người ta nghĩ rằng bây giờ thôi, chùa mình chùa chiền thôi, tặng thôi chứ cho làm chi. Nhưng đức nói những đức có làm tặng và có đặt giùm cho quý vị. Và trong mỗi cái đặt giùm, xin thưa, cái máy nào cũng có lờn chút chứ. Để làm chi? Trong nguyên một cái lượng máy đó ra rất nhiều, nếu mà cộng lại cái lượng lờ kia nó cũng không ít. Nhưng mà nó trẻ ra thời gian quá dài với cái vốn của mình đưa ra để lấy máy. Nó trẻ thời gian quá nhiều lâu quý vị. Còn cái đồng tiền mà những đức đặt máy tặng cho quý vị là lấy một đống ra để đưa cho người ta hết. Những đức phải lo vậy đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng đưa ra người ta xách về lễ lọc, người ta xách kinh kinh để đem đi cho người khác. Còn mình có cái công tặng nữa, thì cái đó mới thù thắng. Hiểu không? Còn đối với chùa gì mà mình còn đi tính toán á. Nên những đức đưa ra cái giá máy cho quý vị Phật tử, thấy chưa? Những đức kêu bị Iran vậy đi. Mình được cái phước nhiêu mình dùng nhiêu. Đừng có hạ giá xuống, mình có mình nhiều. Chơi làm gì không có đúng. Phải có cái chữ tính, thấy không? Đây là đoàn thể mà nghĩ cho quý vị một chút. Mình kết duyên mà mình cũng có một chút. Con gì cũng ăn, đi xe cũng đổ xăng. Hiểu chưa? Đó thì đúng cái phước của mình, tạo duyên, tạo phước luôn. Còn nếu như mình dựa vào cái cá nhân để mà mình kiếm cuộc sống cá nhân là bị tiêu đó. Đó không có đúng. Vì đoàn thể này á, là đây là đoàn thể làm việc cho công chúng. Dù nó có thạnh ra một chút thì cũng làm sạch sẽ mà còn không đủ nữa. Với cái lượng đồ mà như đức tặng cho Phật tử, ai dám làm? Ai làm nổi đây? Quý vị biết rằng một cái lễ gì những đức tổ chức á, 100% quý vị không có ngôi chùa nào mà dám làm hết chứ. Tại vì Nhân Đức là người làm, Nhân Đức biết cho quý vị biết á. Cái kêu hòa thượng mình ngày hỏi Nhân Đức, Nhân Đức nói dạ không có gì đâu hòa thượng ơi, ta cúng dường á. Cho quý vị biết nó rất là không đơn giản đâu. Không ai làm đâu. Một cái lễ đó người ta để cái tiền đó không, người ta xây được nửa ngôi chùa. Ai làm, thấy không? Nên từ nơi đó Phật tử phải hiểu, để bản thân của mình phải biết đoàn thể nó tồn tại thì cành lá của mình sẽ được xum xê. Hay khôn á. Còn mình tách ra khỏi đoàn thể mà mình kiếm ăn cá nhân là mình chết. Tại vì sao? Mắc duyên. Mắc duyên sao phát triển được quý vị? Tưởng đâu rằng là mình nương vào đoàn thể mình thịnh được, mình có được tiếng tâm. Đó là đoàn thể giúp cho mình có tiếng tâm. Khi mình tách ra là bản thân mình sẽ đoạn duyên, mình đi làm bậy. Lúc đó hết duyên, hết phước và chết. Chứ vì biết đoàn thể nó không đơn giản đâu. Nên hòa thượng mình ngày tồn tại mấy chục năm trong việc giáo hội là nhờ cái đoàn thể, nhờ ngài biết thông tình đạt lý đối với nhà nước thì sao, đối với giáo hội thì sao. Nên hòa thượng ngày dạy Nhân Đức rằng nhớ kỹ, con nào cũng ăn, tôi chỉ nói một câu vậy thôi, ông tự hiểu. Nghe không? Ngày xưa Nhân Đức giảng pháp thẳng quá, hòa thượng nói con gì cũng ăn, ông hãy nhớ kỹ gì, ông có ăn không cho người ta ăn thì ông chết. Nên từ nơi đó sau này Nhân Đức nói rằng tất cả người ta có tu giống mình hay thôi không tu giống mình, người ta đứng chỗ nào, người ta cầm bình bát, Nhân Đức mong Phật tử nên nghĩ tấm lòng chút xíu cũng tội nghiệp. Đó là chúng ta chia nhau mà xong. Cuộc sống là như vậy đó quý vị. Nên một đoàn thể rất lớn. Khi Nhân Đức đọc một lời nguyện, quý vị thấy không? Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy ngài trọng về cái đoàn thể chưa? Ngài nói nếu bây giờ ngài không giúp được cho tất cả chúng sanh thì ngài thà không thành Phật. Vậy thì ở đây mình làm việc
dù mình bị bao nhiêu lời tai tiếng cũng vì chúng sanh lợi ích, mặc kệ. Nghe đem câu Phật hiệu giải rộng đó thôi. Vì thấy một đoạn pháp ngắn như đứa có một câu nói đấy không? Vì đi mua đồ, quý vị đi trả tiền người ta, bị thói tiền người ta. Tại sao bị không niệm câu Nam Mô Di Đà Phật chào người ta đại một câu đi? Để gieo cái chủng tử đó để tương lai người ta nhờ câu Phật hiệu đó mà người ta được về cực lạc. Cái tâm đó mới lớn đó. Nó đeo cái máy niệm Phật á, bị nhớ. Cài một cái nhạc chờ niệm Phật thôi, bị người ta chửi trong vòng nửa năm sau nghỉ chữ. Chứ nó biết mình gì rồi chữ gì nữa bây giờ. Nó biết mình như vậy rồi chữ gì nữa bây giờ quý vị. Ban đầu họ điện mình, họ nghe câu Phật hiệu tức, họ chửi mình, nó nói này nói kia mình. Giết rồi quen rồi. Giống như có một cái cô này, cô đi đến chùa mình đó quý vị. Cô cũng có chức phận lắm á. Sau lưng cái chiếc xe của cô á, cô để cái năng lượng niệm Phật, cô chạy ở đâu cũng niệm, chạy vô công sở luôn. Thử coi sao. Viết từ từ, năng lực của tôi làm được hay không thôi. Còn cái chuyện đó, cái chuyện tín ngưỡng của tôi, còn năng lực của tôi nè, tôi làm việc này mới là quan trọng. Nên quý vị yên tâm đi, con người đã có phước rồi, xin thưa quý vị, không có sao đâu. Cái mối này nó không chơi với mình, có mối khác. Cho vì biết 100%, mình không phải là mình không cần người ta, mà người ta không cần mình thì thôi. Bản thân của mình hãy có năng lực đi, mình nói được, mình làm được đi, thì xin thưa với quý vị rằng không có người này sẽ có người khác đến với quý vị. Cái đó là cái quan trọng. Sống trong cuộc đời này, quý vị có giỏi gì giỏi, nhưng mà tối ngày bị đi xè tay xin tiền người ta không, thì cũng không ai chơi với mình. Một lần, hai lần, ba lần, từ từ người ta cũng chạy xa mình. Chúng ta sống làm sao mà mình có năng lực, mình làm được, mình sống được, mình tạo được, mình lo cho được. Cái điều đó mình giúp cho người ta được, bản thân quý vị cứ yên tâm đi, không có ai bỏ quý vị đâu. Có người bỏ thì cũng có 10 người khác đến tìm. Chắc chắn quý vị luôn. Yên tâm đi. Nên cái tạo duyên tạo phước là cái quan trọng. Chỉ cái quan trọng nhất là niệm niệm vì người. Làm sao mà niệm niệm vì người á? Nên hàng Phật tử nghe lời những đức, đừng có bao giờ mà tạo cái cá nhân mà cho nó là lớn lao. Thường cái cá nhân mình nên biết đủ để giữ cái phước. Không biết đủ sẽ sạch phước duyên. Vì không biết đủ là lao thấy quý vị. Không biết đủ là bỏ tu đó. Mình nhờ đi đến chùa nên mình được cái vui vẻ an lạc. Nếu như mình nương vào Tam Bảo mà mình làm cái gì không biết đủ là mình tiêu. Nên những đức cũng lo cho những người mà khi gần ngôi Tam Bảo, mà khi bản thân của mình mà có dính vật chất với Tam Bảo, những đức cứ dặn hoài cẩn thận. Cái đồng tiền này nó không có đơn giản, cái đồng tiền của thập phương nó không có đơn giản. Những đức ở trong ngôi Tam Bảo là do những đức xả hết, đem ra giải hết. Nếu có nghiệp gì thì chia nhau chịu. Hiểu chưa? Làm đúng làm sai gì nhưng mà giải ra trơn rồi. Tặng đồ người ta trơn rồi. Pháp thí không pháp thí gì cũng mua đồ cho người ta hết rồi. Chia nhau mà chịu. Chứ thằng như đâu ôm mình như đứa chịu đâu quý vị. Một ngày bây giờ có hai buổi cơm mà. Hai buổi cơm mà buổi chiều không ăn cơm rồi. Thì bây giờ giữ cái gì nữa bây giờ? Giải ra hết. Còn á, lễ lọc ta về, người ta cúng dường cũng nhiều, đem đưa cho hòa thượng xây chùa. Hòa thượng xây chùa làm gì có lỗi. Xây chùa nuôi người già mà có lỗi gì. Giao mình nhẹ. Nghe không? Mình nhẹ bớt đi. Ôm nặng gánh chi hả quý vị? Ôm nặng gánh chi à? Khỏi nặng gánh. Những đức tin vào phước phần, rất là tin vào phước phần. Nếu như những đức bây giờ mà có tiền mà kiếm đất đai gì mua để chuẩn bị xây chùa riêng cá nhân, thì những đức sẽ khổ cuộc đời những đức vậy lắm. Những đức không có được bao nhiêu điểm chùa lớn gì mà có đâu. Do cái tâm những đức á, nghĩ được cái chuyện đại sự không bằng vô sự. Nên những đức mới có nhiều vậy đó. Những đức mới có nhiều vậy đó quý vị. Nên bài học mình học hay lắm trong cuộc đời. Xin thưa quý vị, bài học học rất là hay. Đó. Có một người này họ có điều kiện dữ lắm quý vị. Họ rất là có điều kiện. Xung quanh nơi ở của họ, họ mua đất quá trời luôn.
Nhưng Đức nói vậy thì bản thân mình đừng có làm nữa, mình hãy giao hết cho Hòa Thượng đi, có phước là có phần, như vậy thì dù không phải của mình mà mình vẫn sử dụng được là được rồi, không cần cái của mình luôn. Tại vì như Đức học bài học từ xa, chỉ cần nghe người ta nói thôi, như Đức học bài học từ xa, như Đức cũng hướng dẫn cái việc gì đó, chỉ cần có phước là có phần, bởi vì yên tâm đi. Đối với ngôi Tam Bảo vì đừng có tính toán so đo chứ. Còn nếu như người tu nào tính toán so đo, người thầy nào tính toán so đo, người ta kệ người ta, người ta sẽ cảnh giới người ta nó thu gọn lại. Yên tâm đi, mình hãy mở rộng cái tâm mình ra đối với Tam Bảo bằng cả tấm lòng vậy thôi. Hạnh phúc nhất, sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Hôm qua làm lễ bên đài Tùng Lâm cũng có một bà cụ chín mấy tuổi mới mất. Mấy thầy báo lại bà ngồi bà niệm Phật giáng sanh. Nên xong rồi ngày mai có việc làm nữa. Vậy thôi. Khỏi ngày mai chứ, ngày nào cũng việc làm bao la. Không có buổi nào giờ ngày nào rảnh đâu. Chiều nay bắt đầu là gì? Ngưng giảng buổi. Tại vì mấy ngày nay giảng dữ quá bên bển rồi. Ngưng giảng buổi đi gặp ban tổ chức. Mấy ngày nay làm theo tour bển á. Mấy thầy mấy chú đồ nằm sải tay hết rồi. Những đức hướng dẫn Phật pháp, những đức tu, những đức khỏe đó quý vị. Còn cái làm nó căng thần kinh lắm á. Quý vị coi đem mũ ra chải một cái, gió thổi một cái, giật dây, giật dây, giật dây. Chụp, vượt theo chạy, nó phóng tâm. Thêm nó bên ngoài chim sâu, chim sẻ rồi nó bay về. Rồi nhìn nó hao năng lượng, còn những đức đi lên đây ngồi giảng pháp không có nhìn gì đâu mà hao năng lượng. Thật sự quý vị, nên những đức lại Quan Âm có lại nhiều cỡ nào, những đức có thuyết pháp nhiều cỡ nào, những đức tu nhiều cỡ nào, những đức nói sao chứ, hồi phục năng lượng, hồi phục sức khỏe rất mau, năng lượng đầy, thân mệt nhưng năng lượng đầy thì sức khỏe trở lại rất mau. Nhưng mà các thầy các chú ở ngoài mới cực, vì phóng tâm không có niệm Phật được, họ làm việc họ chạy lăng xăng nó. Thì quý vị coi chùa mình nó đông vậy đó, thì sâu sẻ gì cỡ nào, mà đâu phải sâu sẻ nào cũng lo tu đâu. Sâu sẻ nào cũng lo tu đó quý vị à, nó rõ cho quý vị biết chứ nghe. Cái người nam ăn chay niệm Phật á, quý vị thấy họ dễ thương, họ nhìn họ nó cho quý vị biết á, khi ngoài đời mình nhìn đi lông ngông ngoài đường tối ngày mặt sạm da, còn trong chùa tối ngày ăn chay niệm Phật, sống trong chùa không đi đâu, nên nhìn mấy chú dễ thương, dễ thương lắm. Nhìn cao ráo trắng dẻo dễ thương lắm quý vị à, nên từ nơi đó mà nói chứ nhìn cũng thích đó. Nên có sâu sẻ mà nó ít tu á, vô là cũng lang thang lắm đó quý vị. Nên từ nơi đó mà mấy ông cũng phóng tâm giết mà cũng te tu, không có chuyện gì. Nên mấy chú mấy thầy cũng cực. Nên xong lễ xong mình gặp động viên này kia đồ để tồn tại cái nội bộ, rồi bên kia làm việc động viên họ, rồi bên này làm việc gì nè. Sáng 2 giờ mấy thức rồi, 2 giờ mấy thức thì quý vị coi làm việc gì. Thì chiều nay cho mấy chú này ông nấu giùm buổi cho mấy cô nghỉ buổi chiều, nó chia qua chia lại đó. Cái chiều nay cái mình đem mấy chú này, cái mình đem qua bên kia ngồi chung với mấy anh em kia chơi chung. Nó chơi chung xong cái mình gặp nhóm mấy kia từ 4 giờ rưỡi tới 6 giờ. Rồi gặp mấy chú từ 6 giờ tới 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi về đây gặp mấy cô mình chút nữa. Thì nội bộ làm lễ xong hoàn toàn. Bản thân mình ăn uống cái gì, mình phải làm gì đó. Miễn làm sao người ta tồn tại, người ta phục vụ Tam Bảo là phục vụ quý vị á. Mỗi lần bị về họ có năng lực phục vụ quý vị. Những đức phải bổ túc cho họ vậy đó. Tính từng chút ngồi sáng mà những đức ngồi. Những đức mở cái máy điện thoại như đức trắng đen lên, như đức gọi từng nhóm, như đức bố trí với việc gì rõ ràng hết trơn. Nó đâu phải đơn giản quý vị. Rồi Tùng Tam Bảo điếm ra bao nhiêu những quan hỏi, rồi đưa Hòa Thượng đi, đem qua bển cho Hòa Thượng để trả tiền xây dựng cho người ta, sắp sửa tới từng rồi này kia đâu, không phải đơn giản quý vị. Bao nhiêu việc gì phải nói công nhận là cái gì, phải là nghĩ đoàn thể.
Nên mình đi về chùa mà gặp nó có ngôi chùa gì, trước nhất quý vị các nhìn đi, 2.000 người trong chùa mỗi ngày, và bao nhiêu việc mỗi lần lễ hội là tính toán nghĩ ngợi cho mình. Những đức mà nếu không khéo léo tặng quà các quý vị trưởng đoàn dễ dẫn người đi tu lắm hả? Đừng có nói chuyện dẫn chơi, không phải vì quà cáp nhưng mà cái lọc vẫn thích hơn. Nhưng đức mà đưa lên chương trình tặng quà quý vị ngủ đi cũng dễ nữa. Có nhiều bà chưa biết tu gì mấy vị nói đi đi, thầy không tặng quà quá trầu mà không chịu đi. Tuy món quà nó không bằng cái vé xe nữa nhưng mà thích đi. Còn nếu không, có nhiều bà mới hỏi chuyến này diễu ngâm thầy không tặng cái gì. Bà nói nghe thầy không nói món quà đặc biệt dữ lắm, nhưng mà ông có nói cái gì mà tôi nói ông thầy Đức, ông tặng là ông tặng không có đơn giản đâu bà. Ô thế bà trưởng đội cũng bài dễ ra nữa. Thì bây giờ phương tiện mới dẫn ta đi tu được chứ, vì nói chuyện dẫn chơi hả? Chứ đi xa đến đây tu mệt rồi tốn tiền xe, lần sau mấy bà về bên đây đi tu mệt chết còn mắt đâu giết, con nghĩ đi luôn không có được cái gì. Không có đơn giản đâu. Chùa mình mà những đức là cái thời gian ngắn nhất của cuộc đời đi tu. Nếu tính ra những vị mấy chục năm, nên người ta đưa tấm hình những đức với những vị mấy chục năm, những đức nói Nam Mô Di Đà Phật, mừng ghê, quá mừng. Tại vì cái thời gian mình nó quá ngắn ngủi. Rồi thêm cái nữa là gì quý vị? Thật sự quý vị, bản thân mình nó không có cái gì, cái danh gì cũng không có trong đó. Còn người ta toàn là thứ dữ không đó, toàn là nếu mà nói tính ra là thứ dữ không đó. Mà đưa tấm hình mình ngồi chung trong đó mà nói mình cũng nằm cái dạng chứng minh đó nha. Hiểu không? Nên những đức nói những đức vui chứ làm gì những đức buồn. Xin thưa quý vị, một người nó không có danh có lợi gì thật chắc để đặt vấn đề nặng nề, thì xin thưa quý vị nó rất là nhẹ nhàng trong cuộc đời. Nhẹ nhàng cả đời như đức thì chắc chắn là trong cái danh dính vào những cái chức phận thì những đức sẽ không dính đâu. Cả đời cứ duy trì gì hoài nè, duy trì gì hoài đó, cứ là gì, cứ lóc về cực lạc. Ở cõi này chạy có khi té lóc, kiếm đường nào ngon chui qua. Đường này ngon chui qua, đường này ngon chui qua. Cái chui tới chui lên chui. Bà, hiểu không? Từ nơi đó thấy chỗ nào được là chui vô à. Kệ. Miễn sao cả đời mà niệm niệm gì chúng sanh thôi. Đó nên phiên quý vị đi về chùa, quý vị phải nhớ rằng đoàn thể lớn, bản thân mình khỏi cần phải suy nghĩ tính toán tới, thấy không? Đó. Còn cá nhân một gia đình chỉ lo cho vợ cho con, đừng nên quá đặt vấn đề, coi chừng tác hại cho cuộc đời mình rất là lớn. Tác hại đó, đó. Nhớ nghe. Nên quý vị coi Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện nha. Nguyện trong nước không có ác đạo. Đây là công đức của Ngài đó. Cái công đức của Ngài, Ngài trang trải ra, Ngài hình thành được cái thế giới cực lạc. Và Ngài hình thành cái thế giới cực lạc từ bằng công đức. Và Ngài cắt gọt tất cả những cái đặc sắc của những quốc độ trong 10 phương chư Phật hết luôn. Nên khi Ngài phát ra 48 lời nguyện, là lúc đó Ngài nương vào cái thần lực của thầy Ngài là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai là dùng thần lực cho Ngài thấy hết tất cả cái quốc độ của 10 phương chư Phật. Ngài đã phát 48 lời nguyện là Ngài đã thành tựu quả vị Phật rồi. Nhưng vì lúc đó Ngài là đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, nên Ngài phải nương vào thần lực của thầy để cho thầy ấn chứng cho Ngài đủ khả năng để phát 48 lời nguyện. Đúng không? Khi Ngài coi hết tất cả những cái quốc độ của chư Phật, chỗ nào không cần thiết Ngài cho qua, chỗ nào đẹp, chỗ nào tốt Ngài cắt gọt lại.
Và khi Ngài cắt gọt lại thì Ngài lúc đó mới phát nguyện Ngài tu. Và Ngài tu làm sao hình thành được cái thành cái quả đặc biệt của cái quốc độ đó đó. Và kết hợp lại hết, kết nạp lại hết luôn. Và lúc đó Ngài mới hình thành ra cái thế giới cực lạc. Nghĩa là cái thế giới cực lạc là hoàn toàn là tinh hoa của tất cả quốc độ của chư Phật. Phải nói rõ ra là cái thế giới cực lạc là hình thành từ tinh hoa của các cái quốc độ cực lạc. Có nghĩa là cái giáo học này là dạy chúng ta, con người tu hành là chúng ta phải có một cái góc độ học, mà học nhìn được cái không hay mà mình điều chỉnh thành cái hay, thấy cái hay của người thì cắt gọt để hình thành và chúng ta kết nạp lại để thành một cái vị trí đặc biệt tốt. Hiểu không? Cái giáo học này sâu lắm á. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo Ngài làm vậy chứ, cái giáo học đó Ngài để lại cho mình. Ngài có thể học hình thành ra là một cái giáo học Tây Phương, thì chúng ta cũng hình thành ra được cái giáo học của khả năng mình, để hình thành được cái tâm tu hành để hướng về cực lạc. Nó rất là quan trọng quý vị. Nên bản thân những đức ngồi một nơi, ở một nơi không biết điểm chùa chiền nào, đi đến đây 10 năm trời, biết hỏi những đức ở sau Đại Tùng Lâm chùa nào, những đức không biết. Người ta nói ủa ngộ vậy, thầy ở đây mà sao lại không biết? Nó không đi sao biết, không đi đâu trên sao biết. Những đứa trên kia 5 năm ta hỏi với Đại Ninh chỗ nào, những đức không biết. Ở dưới Phi Nơm cách đó một chút xíu xuống chợ đó, không biết. Tại vì sao? Không đi sao biết. Những đức chỉ có đi cái nơi mà cần phải đi, đi xong về những đức quên sạch cái nơi đó. Thật sự quý vị, trong đầu những đức bây giờ những đức không muốn nhớ cái chỗ nào hết. Dù có đi đến những đức cũng không nhớ nữa. Vì sao? Vì thật sự những đức không muốn nhớ. Nó rõ ra là không muốn nhớ. Những đức chỉ có cái công chuyện của bản thân ở trong chùa cố gắng thôi. Chứ những đức không muốn nhớ thêm nữa. Tại vì nó nạp đầy rồi, nó không muốn nạp thêm nữa. Nó không phải nạp thêm nữa đâu. Nó đó là 100%, nên cái đầu óc những đức nó nhẹ dữ lắm. Nó rất là nhẹ. Nó nên mỗi một con người mình mới phải hiểu như những đức ở nơi gì. Nhưng mà những đức biết được chỗ này, nghe chỗ này, nói chỗ này là những đức học được. Những đức toàn là học lớn không đó. Nghe đầu này mặt trái, nghe đầu này mặt phải, cắt từng chút lại, hình thành được cái sở học. Chứ có đi đâu đâu. Nghe không? Nên quý vị coi cái tâm Phật A Di Đà ngày lớn gì, chúng ta là người niệm A Di Đà Phật. Chúng ta lại nói cái miệng mình nói muốn giảng sanh. Mình muốn giảng sanh cái miệng mà cái tâm của mình nghĩ bao nhiêu sự việc. Mình lại là ích kỷ nhỏ mọn. Rồi thêm cái nữa là mình biết mình không biết được sống vì người ta làm sao. Thì cái tâm đó nó nhỏ hẹp quá. Nó phù hợp. Cái phước duyên đó nó nhỏ quá, làm sao hình thành được cái việc mình giảng sanh. Những đức nói cho quý vị nghe, chúng ta muốn di dân bên nước Mỹ, chúng ta phải có làm sao, có đồng tiền làm sao, gỡ tài khoản bên đó, và có cái người có tiền bên kia bảo lãnh mình sao nữa. Mình mới có khả năng, mình phải đi qua mấy cái trạm vị trí mà người ta mà kiểm tra mình sao nữa. Rồi mình phải có cái giấy tờ đầy đủ, lúc đó mình mới qua bên nước Mỹ được, di dân nước khác được. Vì mình muốn qua thế giới cực lạc. Xin thưa quý vị, người mà không đủ thiện căn của báo nhân viên làm sao niệm Phật? Họ không đủ cái phước đức thì sao niệm Phật? Họ có niệm Phật nhưng mà cái tâm họ lại niệm Phật vì danh lợi thì sao? Họ cũng đi niệm Phật mà họ vì danh lợi. Họ cũng đi chùa mà họ vì danh lợi. Họ cũng dẫn đoàn đi tu mà họ vì danh lợi rồi sao? Ai biết được, quý vị hãy tự xem lại mình đi. Nếu như mình vì danh lợi mà mình làm điều đó, nó không đạt đâu quý vị à. Đừng có múa rìu qua mắt thợ, có tu hay không có tu, người ta sẽ biết mình nè. Mình có tu, lời nói vài ba câu là biết mình có tu rồi. Ở nhà mình có tu hay không, người ta nhìn mình người ta cũng biết nữa. Mình nói chuyện vài câu, ta nhìn từ ánh mắt của mình là người ta biết mình không có tu rồi. Vì sao? Những lời nói giả dối. Lời nói giả dối nó không có chân thật đâu. Cái con ngư trong mắt quý vị nó đang bị chuyển say đó. Nếu quý vị nói thật lòng từ tâm, thì người ta nhìn mắt quý vị, người ta đã biết được quý vị là người thật bao nhiêu phần trăm rồi. Hiểu không? Người ta nhận bao nhiêu ngàn con người, người sao sao người ta nhận, người ta giải quyết bao nhiêu vấn đề trong chùa, còn hơn mình ăn cơm mỗi ngày. Mà muốn qua mặt người ta khó lắm, không dễ đâu. Đó. Mỗi bà cụ già nào trong chùa, nhà đức nói bà ở được, bà ở không được, hoặc sao, không biết bao nhiêu vấn đề mà người ta xử lý. Vì mà người ta không bị phiền não, là vì người ta biết được nhân quả. Nhân quả là gì? Người này hết duyên rồi, phải giải quyết thôi.
Người này còn duyên để. Nhiều người nói ủa sao người này vậy mà thầy để, vì họ còn duyên còn phước. Xử lý họ thì mình phán duyên làm sao. Người này hết duyên hết phước rồi, nên từ nơi đó phải giải quyết. Giải quyết để họ có cái góc độ một ngày nào duyên phước hội tụ lại, có cơ hội gặp lại. Nó quan trọng. Nên cái thế giới cực lạc không có ác đạo. Ác đạo là gì? Ba đường ác. Cực lạc không có ba đường ác. Không đọa lại ba đường ác. Có nghĩa là đã sanh về cực lạc tuyệt đối không bao giờ cái bị thối chuyển và đọa lại ba đường ác. Nên quốc độ cực lạc phải về. Phải về. Vì ở đây còn thối đọa. Có danh có lợi cỡ nào, có tiếng tăm cỡ nào, có tiền bạc nhiều cỡ nào, rồi cũng chết. Thời gian hưởng thụ rất ít. Và chúng ta có tiền chúng ta sẽ đi tạo tội nghiệp, phước báo lớn quá không tu luôn. Người có giờ rất khó tu, ca sĩ khó tu, khi khổ rồi mới tu. Chúng ta bây giờ tu trung đạo cũng được rồi đó, nghe không? Cơm ăn áo tạm, cuộc sống ổn định là tu được rồi. Già quá sao chịu tu đây? Công ty xí nghiệp quá lớn, thời gian đâu đi tu đó. Nên đừng có tạo ra cái nhiều quá mà khó tu. Không tu được. Khi một hơi thở thở ra công hít vào thì đầu châu mặt ngựa đang ở kế bên quý vị. Tại vì quý vị mỗi ngày quý vị vì danh lợi thì đầu châu mặt ngựa đến chứ làm sao. Hết sức là cẩn thận. Khi con thành Phật, các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh qua nước con đều được đầy đủ 32 tướng bậc đại trượng phu, toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ, dung nghi đoan chánh thanh tịnh như nhau. Nếu hình tướng họ đẹp xấu bất đồng thì con nguyện sẽ không thành Phật đạo. Thấy hay không? Chị nghe cái quốc độ của người ta đi rồi thấy cái quốc độ của mình. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni với Phật A Di Đà đều là bạn của nhau. Nhưng một người thì phát nguyện, Đức Thích Ca Mâu Ni thì nói rằng tôi phát nguyện xuống cõi Ta Bà để độ sanh, còn bạn về cực lạc đi, rồi tôi chỉ họ về cái quốc độ của bạn nghe. Hai người bắt tay nhau làm việc chung mà, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mười phương chư Phật cũng tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni lắm á. Vì sao? Vì quá cường khôi, gan dạ quá, dám xuống cái cõi Diêm Phù Đề này, cái cõi Ta Bà này, cái cõi mà nói rõ ra một cái câu vô cùng thô là cứng đầu cứng cổ, khó dạy. Hiểu chưa? Khổ đau cùng cực luôn. Khi chui ra thì từ nơi chỗ bất tịnh, bước ra thì khóc lóc kêu gào, lớn lên thì dính vào việc gia đình, gia viên khổ đau, tiếp tục tạo ra vợ chồng thì có con cái, cuối cùng gây dựng một gia đình thì cả đời phải lam lũ, đến khi già còn bị bỏ rơi khổ đau khóc lóc. Như vậy mà vẫn kiên cường để dính ở đây, phải chúng ta cứng không quý vị? Phải cứng không? Nên Ngài nói rằng là khổ không nói hết. Rồi cuối cùng Ngài chỉ về cái quốc độ cực lạc đi. Nếu như các Ngài mà luôn luôn giữ cảnh giới của mình thì giờ Đức Thích Ca Mâu Ni đi chỉ mình về cực lạc chi à? Dùng phương pháp mọi cách để mà chỉ dạy cho những con người đây chứng quả hết đi. Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói thôi bó tay. Dùng 84.000 pháp môn là 84.000 cái phiền não của chúng sanh. Trong cơ thể quý vị có 84.000 cái lỗ chân lông, là 84.000 cái phiền não. Mỗi ngày nó chổi ra cái gì, mỗi ngày nó đổ ra cái gì, quý vị tự nhận thức. Phiền não đó, trượt ác á, hiểu không? Nên á, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi xuống cái cõi này, cái thời chánh pháp của Ngài thì tất cả các vị Phật, cổ Phật, Bồ Tát ở mười phương khắp pháp giới đến đi làm đệ tử. Đến đi làm đệ tử làm chi vậy? Vì mình gan quá mà mình cứng quá mà, nên phải đến đây để làm trưởng giả cư sĩ, những người giỏi đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni. Để làm chi? Để đưa Đức Thích Ca Mâu Ni lên, để rồi một số người chúng ta mới tin Ngài. Cứng quá mà. Nếu như mà bây giờ Ngài vừa thành Phật mà Ngài nhập Niết Bàn liền thì cái cõi Ta Bà này của chúng ta làm sao đây? Khổ quá chàng khổ luôn. Mà lúc chưa ai khuyến thỉnh Ngài là Ngài dự định nhập Niết Bàn, thì lúc đó Phật Bồ Tát mới thể hiện ra người cung chờ. Vì sao thể hiện ra người cung chờ? Phải thể hiện ra người cung chờ vì Ngài là thầy của chờ người, chứ không phải là thầy của mười phương chư Phật.
hiểu không? Nên Phật Bồ Tát mới thể hiện người ở cung chờ, vì thầy của chờ nên người cung chờ phải xuống để mà thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni trụ thế gian. Ngài ở lại thế gian, các ngài đều biết điều đó hết, nhưng diễn thôi. Rồi các bậc cổ Phật mới xuống làm đệ tử 1250 vị điên chi. Mỗi lần Đức Thích Ca đi đâu thì có 1250 vị tỳ kheo, toàn là những bậc giỏi, thông minh, thông tuệ, trí tuệ vô cùng đi theo. Vậy thì ngoại đạo nhìn cũng xanh mặt xanh mày, muốn ăn hiếp Đức Thích Ca Mâu Ni thì sao ăn hiếp được? Hiểu không? Bây giờ quý vị coi những đức con mình một nên ta ăn hiếp. Nếu như những đức mà có một kiện liên thì làm gì có cửa đó. Tại sao một kiện liên được phát triển thần thông? Vì trong đệ tử Đức Thế Tôn Nhân Duyên Tôn giả một kiện liên được phát triển thần thông. Biết lý do gì không? Vì ngoại đạo cũng dữ quá. Nếu không có tôn giả một kiện liên dùng thần thông để dẹp nó thì làm sao Đức Thích Ca Mâu Ni hành đạo đây? Nên ngoại đạo rất sợ tôn giả một kiện liên. Đến lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa nhập Niết Bàn thì trước đó, là Ngài Xá Lợi Phất với một kiện liên phải nhập Niết Bàn trước. Nguyên lý, hiểu chưa? Giống như cây sắp đổ thì cành to phải ngã, hiểu không? Nên từ nơi đó mà các ngài phải nhập Niết Bàn. Lúc đó thì sự hóa độ của Đức Thế Tôn cũng chuẩn bị xong, cấm gốc đầy đủ hết rồi. Thì đi thôi chứ sao bây giờ quý vị? Thì đến cuộc đời này phải thể hiện vô thường chứ sao? Đó, thì quý vị biết rằng là chúng ta quá cứng cỏi mà. Vì sao? Vì sao mà cứng cỏi vậy? Vì phước duyên của chúng ta trồi sụp. Nên quý vị nhìn trong đây thì có ai hoàn toàn giống ai không? Cũng cái lỗ mũi thôi mà hoàn toàn khác nhau. Cái lỗ mũi nào cũng có hai lỗ. Vậy mà là cái thì cao, cái thì dài, cái thì cục, cái đầu nhọn, cái thì đầu to. Cũng là cặp mắt quý vị thấy khác hoàn toàn không? Trên lệch phước báo khác nhau nên nó mới loạn. Bởi vì nghe thế giới cực lạc này, nguyện thăng có sắc vàng rồng. Vì sao chữ vàng rồng? Không lẽ về vàng như 24 là đẹp? Con người bị coi như con người đang sống gì mà những đức vàng như 24? Vì nhìn thấy nó lạ ghê. Đẹp không quý vị? Vàng thì có thể trang sức, nhưng toàn có thể là vàng 24, đẹp không? Không. Nhưng mà vì sao nói sắc vàng rồng? Vì vàng là sự kiên cố, dùng có thể dùng lửa để thử vàng, vàng vẫn là vàng, nên vàng là kiên cố. Nên nói là cái thân người ở thế giới cực lạc là kiên cố không hoại, chứ không phải là vàng 24 đâu. Nguyện có 32 tướng tốt, có nghĩa là quý vị sẽ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nguyện thân không sai biệt, đã đẹp rồi mà giống hệt với nhau luôn, y rang Phật A Di Đà luôn. Vì sao y rang Phật A Di Đà? Vì cái nguyện Phật A Di Đà ngày tu đã thành, nên ngày phát nguyện ở thế giới cực lạc. Nên người, tất cả người đã về thế giới cực lạc, mười phương khắp pháp giới, từ bậc A La Hán cho tới Bồ Tát, đều là niệm Phật và bổ nguyện Di Đà tiếp dẫn. Ngài đã tiếp dẫn, ngài đem về, thì giống như ngài là một cái ly, thì chúng ta về đó là phải là cái ly, không nói dòng dòi chứ. Tại vì đây là công đức của ngài để mà tiếp dẫn, nên mình y rang ngài luôn. Nó thân không sai biệt, đặc biệt chưa? Nó được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà thân không già, không bệnh, không chết, mà lại tướng không sai biệt nữa. Vì coi cái quốc độ đó nó đặc sắc cỡ nào chưa? Nó tuyệt vời cỡ nào chưa? Không về thì bây giờ muốn đi đâu? Bây giờ ở đây nhiều cô ngày xưa cũng đẹp lắm nè. Bây giờ mấy cô soi gương lại coi còn đẹp như ngày xưa không? Xuống rồi. Phải không? Xuống rồi. Thấy không? Ngày xưa mà còn gái khi mình nhìn cũng nương nượng đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thời gian của dòng đời, thời gian sử dụng, quý vị thấy không? Nó xếp ly. Và có những vị trí quý vị thấy không? Quý vị hãy xem kỹ cơ thể đi. Nó bị hoại à. Nên chúng ta dùng mọi cách phương tiện, mọi cái phương tiện, mọi cách điên chi để phát triển nó lại. Đã nó tiêu điều mà chúng ta lại muốn nó trở lại như xưa, khó lắm.
Dạ vẫn là dạ thôi. Đúng không? Dạ vẫn là dạ thôi. Ví dụ như quý vị tự tắm thì vì sẽ biết bị dạ hết thôi gì đâu. Dạ là quý vị là người biết nhiều nhất. 100%. Mình mà mình không biết mình nữa thôi. Ha. Đó, còn nam thì quý vị thấy ngày xưa mình còn trai trẻ khỏe. Bây giờ có người càng ngày càng lớn tuổi mình yếu rõ ràng rồi còn gì. Mình có bây giờ trước mặt vợ mình có ra vẻ trượng phu gì thì mình cũng là anh hùng gươm thôi. Anh hùng gươm thôi. Một thời trai tráng quanh quanh liệt liệt. Bây giờ như là con cò mổ thóc vậy. Nhưng Đức nói cho vị nghe, ngày xưa là chúng ta còn có khả năng con cò mổ cá. Cá chạy dù dù mình còn mổ được. Vậy mà bây giờ mình yếu mà thóc đó mà mổ còn chặt dù hoài. Tự mà hiểu đi. Thì biết đó là vô thường rồi phải không? Quá vô thường luôn. Các vị thấy lý giải cực lạc ta bà thấy đặc sắc chưa? Khi con thành Phật, có chúng sanh nào sanh qua nước con đều tự biết được quá khứ của mình trong vô lượng kiếp, làm thiện làm ác đều thấy nghe rõ, biết cả quá khứ hiện tại vị lai ở mười phương cõi. Nếu không như thế con không thành Phật. Đặc biệt luôn. Quá đặc biệt. Quý vị coi, chúng ta về cực lạc là mình có túc mạng thông, rồi có thiên nhãn thông, rồi có thiên nhĩ thông. Túc mạng thông là quý vị coi, túc mạng thông này là mình biết được quá khứ hiện tại, mình biết rõ ràng hết trơn. Mình biết mình từng làm thiện làm ác gì mình biết rõ hết trơn rồi. Thì bây giờ mình đã từng làm cái gì thì bây giờ mình gặt quả báo nấy, mình buồn ai. Nên người đã có túc mạng thông thì làm gì phiền não. Tại vì mình biết quá khứ hiện tại bị lai hết trơn rồi, gieo nhân gặt quả phải bị nhìn như trong lòng bàn tay bị luôn. Còn bây giờ mình có thiên nhãn thông, mà thiên nhãn thông này của thế giới cực lạc không đơn giản chút nào. Nhìn tận hư không khắp pháp giới. Túc mạng thông là quý vị có thể cảm được cái việc và nhân duyên như thế nào thế nào. Rồi tự nhiên thiên nhãn thông bị nhìn thấy họ đang ở đâu, nhìn thấy người thân mình đang đọa ở đâu, đang sanh ở đâu, thấy không? Thiên nhĩ thông là nghe được sự khổ đau. Khi nhân duyên của hai điểm kia đến thì nghe được sự khổ đau đó. Và chúng ta có khả năng đến để cứu độ. Bây giờ mình không biết cái gì hết trơn á, bản thân của mình mà còn đi kêu thầy bói coi giùm. Thầy bói coi xong nói nhiêu? 1 triệu, gì mắc dữ ông. Coi mà tới 1 triệu. Không, tôi hồi xưa giờ coi không đơn giản. Tôi coi rõ ràng hết trơn. Đón mò chơi thôi. Mò tới mò lui, chúng chỗ nào thì lụm chỗ nấy. Chúng ta cầu mai, xin thưa quý vị. Cầu mai quý vị ơi, hiểu không? Cầu mai là mò đại mò càng. Mờ chút á, mấy bả tiết lộ mình mới có cái bệnh. Người ta mờ chứ có đúng đâu. Mình tiết lộ ra nó chỗ này nè. Mấy bà nhẹ dạ quá mà. Đúng, người ta đâu có đến nỗi mà ta biết chỗ đó đâu. Nhưng mà người ta chỉ gà gà bên ngoài thôi. Người ta nói vài câu gà gà thôi. Mà mấy bà chỉ nó đầy rẻ. Thầy bói nó chồng ngay chỗ luôn. À, trong chỗ này rồi. Xong nó gà gà chút, mấy bà nói nó còn đây nữa nè. Cái nó gà lại đây, nó gà đây. Xong cái nó mò mò chút, cái bà nói nó còn đây nữa nè. Cuối cùng mấy bà nói chơi mà mấy bà lại khen thầy bói nói đúng. Nên người ta có khả năng cũng tương đối biện luận, có khả năng cũng gọi là giúp cho mình khai phát mình ra. Thấy chưa? Đó khả năng đó chứ không phải giỡn đâu. Mà cái khả năng đó của thế gian dùng sau này nó bị liệt. Hiểu chưa? Tại mình dùng cái khả năng đó để mình kiếm tiền nên nó liệt thần kinh. Nếu mình dùng khả năng đó mình đi tạo phước duyên thì thần kinh mình càng già càng sáng, càng thông minh. Nhưng mà mình dùng cái đó mình đi kiếm tiền cho mình xài hết phước hết duyên thì nó liệt chứ làm sao? Không, như Đức giảng nó ngộ lắm quý vị. Có những cái muốn nghĩ sao nghĩ hả? Tùy quý vị. Vậy mà ta nghe ta phái đó quý vị. Hiểu không? Đó, thấy chưa?
Ví dụ như quý vị nằm ngủ đi, họ không có đụng người quý vị, mà từ đầu tới chân họ cứ để cái tay trên nó làm vậy nè. Quý vị nhột nhạt lắm kìa quý vị. Nhột nhạt lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Nó làm gì mà kỳ cục cái chuyện. Tự nhiên đụng không đụng đâu mà cứ là để trên cái tay gà 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 kỳ cục quý vị. Ghê chưa? Nó cái đó mới là thấy nó lạ lạ đó. Nên cái chia sẻ Phật pháp bây giờ nó vừa có Phật pháp mà nó vừa có kích thích nhân sinh. Nên nghe pháp cảm thấy không buồn ngủ. Nó thật sự quý vị, chúng ta đã sanh đến cái cõi này là chúng ta là tầm bậy và tào lao. Hai điểm của chúng ta là tầm bậy và tào lao rất nặng. Vì túc nghiệp chúng ta nó vô lượng kiếp tầm bậy và tào lao. Nói tục, nói tiểu, nói bậy, nói bạ nhiều dữ lắm. Nhưng nếu mà quý vị mà không khéo léo thì họ nghe họ ngủ hết trơn. Vì quý vị không có khả năng để nghe chánh văn. Nên quý vị biết có những lúc chánh mà có những lúc tà nó lẫn lộn bên trong. Thì quý vị nghe quý vị mới thấy vái. Đừng nói chuyện dân chưa à. Nên à, như vậy đó thì mới độ sanh rộng. Còn nếu như mà bây giờ sợ người ta nói mình mà toàn là chánh văn không á, không có ai đâu, không tiếp nổi. Cục đá này nặng quá giác không nổi. Chạy lại nói nhìn cục đá ngon ghê, đá đẹp quá, nhưng mà thôi tôi đi về. Nói sao kỳ hả con, cục đá ngon vác đi. Không vác nổi, vác nổi. Còn đến gần những đức đưa cho cục gạch nói, à, đưa cho cục gạch, đưa cho cục gạch cái lợ. Mỗi lần lợ lấy cục gạch, cục gạch về, về mà vừa từ về cũng xây được căn nhà. Nghe không? Thật sự mà nói người ta cũng muốn đưa cho quý vị cái tốt lắm, nhưng mà người ta không biết cách đưa. Thí dụ như giờ cục đá bự quá, mình có khả năng mình đập cục đá này ra đi, mình đưa nó từng cục nhỏ nhỏ, nó xách về từ từ nó cũng thành cục đá bự chắc ở nhà. Nhưng mà ngặt con cái người ta đưa mình nguyên cục đá bự quá, cuối cùng chúng ta chỉ nhìn ngắm chơi mà chúng ta lại không thể nào đem cục đá về nhà được. Chúng ta nên biết mình là ai nghe quý vị. Xách đá được thì xách gạch đi, vẫn có này có kia. Còn hơn là đi về tay không có gì. Thấy không? Mình lên núi báo mà tại sao mình không cầm vài món châu báu về. Cái thằng này nó tham, vô cùng tham. Nó lên núi báo, nó nói công nhận là nguyên cái núi báo bự thế kia. Để tao về nhà, tao tìm cách, tao lỡ tao lấy. Cuối cùng nó về nhà rồi nó trở lại không được. Còn người khôn thì nhìn nguyên cái núi báo nhiều của cải châu báu á, cái gì nhắm cầm được thì cầm miếng đem về. Chuyến đi của mình cũng không đến nỗi mà về tay không. Thấy chưa? Hiểu không? Kiểu đó là mình cứ khà được rồi đó. Còn nếu không bị về rồi bị quay lại không được, bị tiếc nuối, bị làm sao phải không? Thấy chưa? Nó còn khổ quá, uổng quá, không đem gì bây giờ trở về lên không được rồi, tiếc nuối. Cuối cùng bu bu ông mình cỡ nào mình cũng đem gì được miếng. Cái thằng kia, thằng này lại hỏi: ủa mày lên chung núi báo với tao mà cái sách gì? Em sách được miếng anh à, về xài cả đời chưa hết à, bởi vì tao dạy ghê, bởi vì tao cũng lụm đại miếng, giờ trở lên không được nữa. Bu bu. Thấy chưa đau lòng không? Nên quý vị ơi, đừng có tham quá thì tham vốn liếng. Cái gì cầm được cầm đại đi nghe. Được lợi chút nào thì lợi chút nấy, hưởng liền. Nà, an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Nghe không? Chúng ta rất là nghèo, rất là khó khăn. Hôm nay có ông đại gia, ông đãi cho mình mâm ăn đồ ăn. Mình lỡ mình nhìn mâm đồ ăn mình khóc không chịu ăn. Cuối cùng tới giờ ta dọn vô, nó phan chị hôm nay là quy tắc tới giờ là phải dọn. Ôi sao anh nãy giờ không ăn đi mà bây giờ chờ ta dọn mới đòi ăn. Nói tại vì cuộc đời của em khổ từ xưa tới giờ, chưa bao giờ mà thấy món ngon giặt lạ gì đâu. Nên lỡ gặp gái tự nhiên trong lòng nó tủi thân phận của mình. Khổ từ sớm tới giờ chưa gấp được bí nào hết trơn. Chị dọn vô luôn rồi.
Thì coi cuối cùng về nhà nói với vợ, vợ nói ông đúng là ông ba chợ ngu tí ghê. Đã có cơ hội gặp được cái mâm đồ ăn ngon thì ông tranh thủ ông ăn đại đi. Ông đi ngồi đó ông tính tốt cái chuyện cuộc đời ông khổ đau chi. Cái chuyện khổ đau ông bỏ qua bên đi, ngày nay ông được hưởng thụ thì ông hưởng đại đi. Đúng là ông khờ hơn gặp tôi là tôi ăn nãy tới giờ xong mất tiêu. Hiểu không? Cuộc đời Nhân Đức cũng y rang lời nói Nhân Đức vậy đó. Những gì gì Nhân Đức đã làm thì làm còn hơn người ta. Vì sao? Vì lên núi báo được thì quậy cho banh cái núi báo này luôn. Làm gì mà mình không làm? Thấy không? Nên hồi đó Nhân Đức ngoài đời bị nghèo nghèo, xấu thì xấu nhưng biết nắm bắt cơ hội. Thấy không? Thí dụ như quen con nhỏ này, nó kêu nó không cho hung cũng hung luôn. Tại vì sao? Mình đã quen rồi mà không hung gì mày quen làm chi? Nó quen tao mà không cho hung, làm bộ hoài mệt cái ghê. Thấy chưa? Mình con người nó rất là dạn dĩnh và quyết đoán quý vị. Nó có một lần mà tự nhiên hung nhỏ nó tôi tán bây giờ này. Ê, quen nhau nghe không? Đã trao cho nhau những lời nói gì mà sao làm bộ hoài. Thấy chưa? Nên bản thân con người chúng ta quý vị, dù có khổ gì khổ nhưng mà chúng ta có cơ hội đi đến cái chỗ sang trọng, mình cũng phải bình tĩnh. Chứ mình đừng có chói mắt mình tự nhiên xỉu. Có những người thôi sao bước vô cái nhà này tự nhiên bụng rụng tay chân hết trơn. Kể người ta, mình nhà nhỏ mình lỡ nhà lớn nó công nhận nhà đẹp phải không? Nhà đẹp thiệt. Nhà tôi đâu có món này đâu. Đi lỡ coi à, nhà tôi không có cây quạt này đâu ha. Câu khăn này cũng không có luôn. Khăn này cũng không có. Ly này cũng không có, đồng hồ cũng không có luôn. Nhà tôi sao không có, dân nhà này có nhiều ghê ha. Nói gì cũng thấy dễ thương quý vị. Rồi mình cứ ngắm nghía thôi. Chứ mình gặp cái mình tưởng tượng chi? Mình tưởng tượng sao mà người thì cũng như người nhau mình sao mà người thì nó khổ kinh khủng luôn, không có cái gì. Người thì nhà người ta nó đầy đủ gì đâu, thiệt tình nó khổ đau. Khổ gì à? Có cơ hội ngắm thì ngắm đại đi, có cơ hội nhìn được thì nhìn đại đi. Chứ mình đi tưởng tượng chứ cái chuyện của mình bao nhiêu ngày tháng nay không có thì bao nhiêu ngày tháng nay không có, bây giờ có thì cứ nhìn đi. Hiểu không? Đó, con người phải sống nó phải văn minh một chút quý vị. Hiểu không? Nà, văn tuy là chưa học nhưng minh đã có sáng suốt. Nghe không? Anh đã biết rằng là quý vị thấy cặp mắt như thế nó nhanh nha. Nhà Đức đang đứng bóng xanh vậy. Mà cái chuyện gì Nhà Đức cũng thấy. Nhờ vậy mới thuyết pháp được. Chứ nếu không nhìn đó sao có câu chuyện kể cho bị nghe qua cái chuyện cười đó được. Mà cái chuyện này là cũng là cái chuyện lạ từ xưa tới giờ chưa từng thấy. Nên tôi báo cho biết mấy người này sau này tôi còn phóng sanh chim, mỗi người cuộc ống quần lại. Này cái chuyện này nó lạ thiệt đó quý vị. Xưa chưa từng thấy luôn quý vị. Hồi xưa giờ thì chùa mình thì có nào là phóng sanh chim, chim bay, ỉa vô lỗ mũi, ỉa vô đầu, vô cổ, chưa từng thấy. Chưa từng thấy chim chui vô ống quần. Giờ có rồi đó. Ghê chưa? Ghê thấy kinh chưa? Nó. Nên quý vị biết là trở lại. Đi xa rồi đó. Đọc 48 lời nguyện mà đi chú đi xa quá rồi đó. Trở về cực lạc đi các bạn ô. Chúng ta là những đứa con của Phật A Di Đà mà bị lạc lòi, ta bà khổ sở, không? Lạc lòi đi vòng vo tâm quá. Bây giờ chúng ta phải trở lại thôi. Chúng ta phải trở lại thôi các bạn ơi, về cực lạc thôi. Không? Bây giờ mình bị lạc lòi, bây giờ mình đi làm vợ, làm chồng, làm con, mình làm tùm lum thứ nghề nghiệp trong cuộc đời ở cái cõi ta bà này.
Rồi bây giờ chúng ta lại có một người khoát tay: này các bạn ơi, chúng ta là những người huynh đệ anh em, thấy không? Ở thế giới cực lạc mà chúng ta đi tham khảo một vòng ở mười phương khắp pháp giới, bây giờ mình phải về cực lạc đó các bạn ơi, đi. Đó, chứ không đơn giản đâu. Nếu không phải người thế giới cực lạc xuống đây thì chưa chắc tin câu A Di Đà Phật này. Nhớ không? Câu Phật hiệu này đâu phải dễ tin, đâu phải dễ giác nổi đâu. Muốn giác câu Phật hiệu này nổi thì phải là đệ tử gục Phật A Di Đà mới giác nổi. Chứ thì sao? Vì mà yếu yếu sao giác nổi? Cái quả giác tu đã thành của Phật A Di Đà quý vị nghĩ đơn giản lắm mà. Quý vị tính đi, tu năm đại kiếp đó là bao nhiêu thời gian? Tu cái thời gian dài đó là bao nhiêu thời gian? Nói quý vị coi, tính ra đây quá lâu xa. Mà bây giờ mình lại giác được cái cổ của Phật A Di Đà đi dễ dàng vậy hả? Giá chót gì cũng là tùy tùng của Ngài. Hiểu không? Chúng ta mới giác nổi. Nên đối với câu Phật hiệu mới không còn chút gì là nghi. Nếu quý vị còn chút nghi là quý vị còn xa Ngài đó. Đừng có nghi gì hết trơn á. Hãy tin 100% đi. Chúng ta đã niệm câu Phật hiệu mà tin 100% thì cổ Phật A Di Đà là của mình. Cổ Phật A Di Đà là của mình. Tại vì mình niệm quả giác của Phật, tu đã thành, lấy quả giác làm nhân tu cho mình. Nên quý vị mà nghe đến chỗ này, quý vị nói tất cả những việc mà thị phi hơn thua bị gói gọn ra đi, thì niệm câu A Di Đà Phật đi, nó quá ngon lành. Niệm câu A Di Đà Phật đi quý vị. Tại vì sao mỗi ngày quý vị niệm A Di Đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị đang niệm cái quả giác Phật A Di Đà. Mỗi ngày quý vị đang niệm Phật là quý vị đang gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai đó. Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày có ta còn tán tán bộ nguyện Di Đà, mà mình niệm A Di Đà Phật đi cầu sanh cực lạc, phải là mình là gánh vác sự nghiệp của Như Lai, xác thực không? 1000 năm đầu chánh pháp dẫn là Phật Bồ Tát xuống thế gian để mà thể hiện thành đạo. 1000 năm sau vẫn còn mà ít hơn, vẫn còn mà ít hơn. Thờ mạt pháp của chúng ta, thờ mạt pháp của chúng ta từ đây cho đến khi qua giáo pháp Đức Thế Tôn 12000 năm thì toàn là chúng sanh phải nương vào pháp môn Tịnh Độ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đến cái cõi đời này vì mục tiêu là gì? Chúng sanh chúng sanh hơn 9000 năm thờ mạt pháp. Nghe chưa? Chúng sanh hơn 9000 năm thờ mạt pháp, còn chúng sanh 1000 năm đầu và chúng sanh 1000 năm thờ tượng pháp chưa tính nhiều. Vì sao? Ví dụ như dễ hiểu nè. Một cái giếng thiệt là sâu. Chúng sanh thờ chánh pháp là trên mặt giếng. Chúng sanh thờ tượng pháp là nửa mặt giếng. Chúng sanh thờ mạt pháp của chúng ta là tuốt dưới đáy giếng. Nghe không? Mà chưa tuốt dưới đáy giếng quý vị thấy khổ không? Lụm chụm dư. Thì Phật A Di Đà ngày cứu là cứu ai? Cứu chúng sanh ở dưới đáy giếng lần trước. Nghe không? Dưới đáy giếng đã cứu lên rồi thì sẵn cái sợi dây đang kéo đó kéo luôn cái người chứng giữa. Chứng giữa đã kéo được rồi thì trên hắt cái bay luôn. Thế sao bây giờ quý vị? Dễ mà, nhẹ nhàng mà quý vị. Nửa đáy giếng còn kéo lên còn hơi nặng nặng, còn trên giếng thì như thế nào? Bậc đại sĩ chỉ cần phát tâm là thành Phật rồi. Quý vị biết rằng Bồ Tát còn một phẩm vô minh chưa phá, thời gian tu đó cũng không phải là mau đâu quý vị. Nhưng vừa phát nguyện sanh cực lạc thì cái cương vị của họ không phải là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nữa, mà họ là Pháp bổ xứ. Họ là đại sĩ, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị thấy cái thế giới cực lạc hấp dẫn như vậy, tại sao không về? Hấp dẫn như vậy tại sao không về? Bao nhiêu con người đi học cao hiểu rộng, người ta thấy một cái quốc gia nào hấp dẫn về cái việc gì? Kinh tế. Hấp dẫn gì cái gì? Công ty xí nghiệp, đãi ngộ tốt, là người ta đến. Tại sao thế giới cực lạc là một cái quốc độ hấp dẫn như vậy? Tại sao không vậy? Quá hấp dẫn luôn. Nào là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nào là thân sắc vàng rồng,
ha, nào là tướng không sai biệt ha, nào là hồi phục lại túc mạng thông, hồi phục lại thiên nhãn thông, hồi phục lại thiên nhĩ thông, có nghĩa là lục căn của chúng ta khi về thế giới cực lạc hồi phục lại hết. Bây giờ này mình có sẵn những thứ đó hết trơn nè, trong tự tánh của mình nè, nhưng mà mình bị che chướng lại nên tất cả những cái khả năng đó nó không phát huy được nữa. Nhưng mà chỉ có về thế giới cực lạc thì tất cả những cái tham sân si của mình nó không có cái nhân bên ngoài để nó phát triển tham sân si, mà lại được cái lời pháp của Phật A Di Đà đột phá tận tâm can ở chúng ta, nên từ nơi đó mà cái tự tánh chúng ta hiển lộ thì lúc căn chúng ta hoàn toàn hồi phục, hồi phục hết luôn. Hay không? Mình ở đây mình vừa tỉnh chút thôi mình mê liền. Tại vì sao? Cái nhân tố làm cho mình mê, và ở bên trong và bên ngoài hai bên kết hợp lại. Từ nơi đó mà cái này nó rất là quan trọng. Không nghe tịnh độ rồi quý vị mới thấy mê nghe quý vị. À, nghe cái thế giới cực lạc thì mới thấy mê đó. Nói đây gần 10 giờ những đức định đó nghe. Chia sẻ Phật pháp bữa nay là những đức định 1 tiếng đồng hồ hoặc là 45 phút nghỉ. Vì sao? Một số đoàn xa xa người ta đến á, lâu lâu người ta đi đến đây một lần, mà bữa nay là đoàn xa ở lại nhiều nè quý vị. Nên một số mà các anh chị em, các cô, các chú mà ở đây nè, một chút khi mà mình phóng sanh cũng biết thực xong á, nghe không? Mà những người nào cũng nghe Đức giảng người ta cũng thích lắm quý vị. Có những người nãy người ta gặp nó thầy chạy xe, mà người ta chạy dù dù lại người ta kia chụp hình như Đức nói, một chút giảng pháp xong chết thoải mái. Ngồi ngay chánh điện chụp luôn cũng được nữa, đúng không? Kệ đi, người ta ở lại vì người ta phương xa mà quý vị. Chúng ta cũng không phải là cao xa gì, mà mình thương người phương xa. Ta xa quá ta mới đến. Còn người gần thì mình quá thương rồi. Mình người gần mình quá thương rồi, lâu lâu mình thương người xa một bữa đi. Đúng không? Nó nên đó. Nên mấy cái bà mà có chồng mà chồng có vợ nhỏ đó, thì mấy bà cứ yên tâm đi, mấy bà là ruột nên thương nhiều rồi. Lâu lâu mấy bà để cho người ta thương người xa chút, người ta nhỏ xíu rồi cứ bỏ người ta hoài chịu sao nổi, hiểu không? Mấy bà lớn mà mấy bà sao không hẹp hòi quá, mở rộng tâm lượng chút đi, hiểu không? Nếu mà gặp trường hợp đó mình nói mình lớn mà, đã là lớn thì phải mở rộng tâm lượng chút, cho mấy em uống nó hưởng chút đi, cản hoài mệt ghê luôn. Tôi sao mà tâm lượng mở rộng ra mấy chị luôn, mình tu mà mở rộng tâm lượng thì vui lắm, rất là vui luôn đó quý vị, 100% luôn. Nếu mà gặp chồng mình vậy nó à, em à, lớn mà anh, em lớn mà nên tâm lượng em lớn dữ lắm, có tùy anh thôi. Hiểu không? Đi đâu đi, biết đường về thì về, còn không về thì kệ, tôi ở nhà tôi nghe pháp, tôi niệm Phật. Vậy thì nó quá đặc biệt luôn rồi. Quý vị là người lớn phải có cái phẩm vị của người lớn chứ. Hiểu không? Đàn chị mà phải thương đàn em chứ, mà sao ngộ ghê. Hiểu không? À, nghe đạo về thấy nghe gì nó thấy gần gũi không? Quá gần gũi luôn. Chỗ chọn lựa của mình là ở đâu? Cực lạc nghe, nhớ nghe. Đã là chọn cực lạc thì lỡ chồng có vợ nhỏ thì hãy nói với lương tâm mình là trước Tam Bảo mình hứa với thầy mình về đâu cực lạc. Ở đây chỉ là quán trọ thôi, và chúng ta ở đây là cỡ ngựa ngắm hoa thôi. Đã là cỡ con ngựa mà ngắm hoa thì con ngựa này nó chạy qua vườn hoa, ngắm xong thì ngắm vườn hoa khác. Đã ở cõi này làm sao ngắm một vườn hoa hoài được quý vị? Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó mà cái đoàn giảng như Đức mà lâu lâu còn đổi hoa kìa. Nghe không? Nó nên từ nơi đó mà cái cõi này mà cái cõi không tồn tại. Cái cõi này là cái cõi mà để cho người ta cởi qua cái vườn hoa này người ta ngắm, người ta chạy qua vườn hoa khác người ta ngắm, chuyện của người ta. Còn mình là mình muốn ngắm hoa đâu? Hoa cực lạc. Mà quý vị biết hoa cực lạc, hoa mạng Đà La, quý vị biết rằng nó đẹp cỡ nào chưa?
mà mỗi ngày sáu thờ hoa trên không trung rơi rụng xuống. Hoa rơi rụng xuống mặt đất mà cao hơn nửa gang tay. Cả gang tay gì? Bị bước từng cánh hoa, bước lên từng cánh hoa, hiểu chưa? Từng bước chân quý vị bước lên từng cánh hoa, từng cánh hoa. Chèn ô nó dễ dàng. Nhớ, khỏi cần mang dép. Tại vì sao? Thế giới cực lạc mặt đất bằng phẳng đẹp vô cùng, không có cát đá gì hết. Bước lên những cành hoa mềm mại cần gì mang dép. Ở đây là gì? Phong tùm lum, không mang dép bậy bạ, đạp vô cái đấu phòng còn chó mới đi ra là xong cái chân. Thế giới cực lạc làm gì có chuyện này? Đá sỏi, cát đá, gai nhọn, miệng, tất cả con vật chết chóc hư thối không bao giờ có. Thế giới cực lạc bằng phẳng hoàn toàn. Đã bằng phẳng đẹp như vậy rồi, không cần hoa mặt đất vẫn đẹp. Đi như đi, giống như mình đi trên mút hay mềm mại rồi ngon lành. Trên miếng niệm như ngon lành vậy đó. Nói ví dụ vậy đó. Vậy mà còn chảy hoa xuống nữa. Cả gang tay hoa, mà hoa thơm tho, quang minh phổ chiếu chứ không phải hoa bình thường gì. Hoa bình thường gì hai ba ngày nó thúi ình luôn. Đúng không? Mà cái này Phật A Di Đà ngày dùng cái công đức này trang hoàng cái thế giới cực lạc. Mà hoa rơi rụng xuống đó, hoàn toàn một ngày như vậy là sáu thờ. Mà quý vị biết một ngày của thế giới cực lạc là bao nhiêu vạn vạn năm của chúng ta ở cõi ta bà chưa? Nói một ngày thật sự là phù hợp với cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Chứ thế giới cực lạc không có mặt trời mặt trăng, không có những gì sao tinh tú. Và thế giới cực lạc hoàn toàn là quang minh phổ chiếu. Nên cái quốc độ cực lạc không có bằng đêm, không có bằng ngày, mà là hoàn cảnh quang minh. Có một tuyệt chứ, đúng không? Muốn gì nữa thôi bị coi, thấy không? Mà quý vị biết rằng ở thế giới cực lạc không bao giờ có những mùi hôi thối, hoàn toàn là cái hương thơm ở thế giới cực lạc cực kỳ đặc biệt. Quý vị coi Phật A Di Đà quang minh của ngài phổ chiếu rộng mà chùm luôn tất cả quang minh của chư Phật mười phương. Nên Phật A Di Đà còn một danh hiệu là Phật vô lượng quang. Đó. Còn các vị Bồ Tát thì quang minh cũng bao trùm rất xa thế giới. Quý vị coi hội chúng toàn là quang minh không? Hương thơm ngào ngạt không có ai bị hôi nách. Nhớ kỹ, cái điều này là cái điều tuyệt vời. Thế giới cực lạc tuyệt đối không có ai bị hôi nách. Ở đây có người có bị hôi nách nên những đứa có thuốc trị bệnh hôi nách. Thì thấy không? Mà tại sao bị hôi nách? Tại sao hôi nách? Vì tham chấp. Tham chấp nè. Ai chấp không? Nè, chấp nè. Nên cuối cùng nó hôi đâu? Nách. Những chỗ khác không hôi gì mấy là vì sao? Người ta mở rộng ra nên nó tan biến hết. Còn đây nè, chấp. Chấp. Thấy chưa? Một chấp chưa chịu đâu, hai chấp. Hai chấp chưa chịu đâu, còn hai chấp nữa. Buông chấp. Một chấp thôi đã đủ hôi chích mồ luôn. Mà này tới bốn chấp. Tự mà xem lại đi, phải không? Nó. Nhưng cái điểm ô uế dơ giấy nó lại đi vào những cái điểm chúng ta chấp. Đúng không? Từ đầu chảy xuống những vị trí nào chấp thì vị trí đó cản lại và giữ lại. Cuối cùng hôi nét. Đó, mày thấy chưa? Quý vị biết vì sao mà nách chúng ta có tóc không? Vì sao? Vì chúng ta chấp. Chấp nên những cái ô uế nó chảy ngay đó, nó dính chỗ đó. Và cuối cùng điểm đó là điểm để mà bổ sung cho nó. Ghê chưa? Nên từ nơi đó thế giới cực lạc không bao giờ có như vậy. Chỉ 32 tướng tốt sẽ không bao giờ có cái tướng là nách có lòng. Chắc chắn quý vị luôn, hoàn toàn trắng tươi sạch sẽ luôn, không có. Nhưng mới là 32 tướng tốt, không có. Nên quý vị biết
ở thế giới cực lạc hoàn toàn trong sạch. Nên nói ở thế giới cực lạc nói là ăn, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thật sự không có ăn, không có uống. Nhưng mà gì, họ chỉ là hưởng hương vị, không có ăn thật chất như mình. Mình là vì thăng tứ đại để mới ăn tứ đại vào, nên nó mới tiểu tiện và đi cầu. Còn nếu như ở thế giới cực lạc mà cũng ăn như mình, không lẽ làm nhà vệ sinh Phật A Di Đà ngài là giáo chủ, là ông chủ. Nếu bây giờ mà thế giới cực lạc như vậy thì Đức Phật A Di Đà ngài phải kêu xây dựng để xây nhà vệ sinh quá trời. Mà trong khi cái quốc độ cực lạc mười phương pháp giới về quá đông, nếu xây nhà vệ sinh thì thôi thế giới cực lạc không còn bằng phẳng, cũng không còn sạch sẽ, mà nó hôi kinh khủng. Vì sao? Vì quá đông người ở, xây nhà vệ sinh nhiều. Quý vị coi như Đại Tùng Lâm, quá trời người ta đông về, bây giờ hòa thượng phải xây 100+ cái nhà vệ sinh nữa kìa. Anh có không? Đó, phân tích rõ ràng đấy chưa? Phật A Di Đà ngày trí tuệ lắm và rất mua đen. Nên từ nơi đó Phật A Di Đà sẽ không bao giờ mà ngày làm cái chuyện để cho thế giới cực lạc phải đi ra. Đúng là tuyệt vời, thông minh không tưởng tượng được. Ngài nghĩ từng chút luôn mà. Ngài nghĩ cái sắc đẹp quý vị rồi, ngài nghĩ cái chuyện quý vị không cần phải ăn mà no. Đó, vì ngài biết ở cái quốc độ ta bà này ăn vô đi ra phiền phức, nên ngài quyết định cấm vặt quý vị luôn. Khỏi ra luôn quý vị ơi. Nên cái thế giới cực lạc là chắc chắn không có nhà vệ sinh. Người ở thế giới cực lạc 100% rất tiện lợi, đó là không cần đi tiểu. Khỏe ghê luôn quý vị ơi. Và xin thưa quý vị, người thế giới cực lạc không bao giờ đổ mồ hôi. Người có giờ, từng giờ cao nhất, từng giờ cao nhất là vô sắc giới thiên. Từng giờ kế một bên là sắc giới thiên. Quý vị nhớ, từng giờ sắc giới thiên khi phước báo dày như vậy đó nghe. Vô sắc giới thiên vẫn còn nằm trong bát nạn trong Phật Pháp dạy. Vì họ nghĩ họ chứng quả, họ không tu. Còn từng giờ sắc giới thiên họ có phước rất là lớn. Nhưng mà quý vị biết đến lúc họ hết phước thì hoa trên đầu héo, nách đổ mồ hôi. Và tự nhiên không thích ngồi ở bảo tòa mình nữa. Tự nhiên nó khiến như vậy, hạ cấp. Thấy chưa? Còn thế giới cực lạc là một cái quốc độ bắt thôi chuyện, làm gì có chuyện đổ mồ hôi. Không có đâu quý vị ơi. Hôm nói tới thế giới cực lạc là hấp dẫn lắm, thật sự. Nghe thôi mà cũng áp hơi rồi. Chứ đừng có nói mà mình về thế giới cực lạc cung cực an lạc, nó không có một chút khổ nữa. Thế giới cực lạc tuyệt đối 100% không bao giờ nổi gàn con mắt. Vì như Đức nhìn xuống thấy có một cô bị đổ gàn, ai biết cô Đào Tì biết cô nghe không. Thế giới cực lạc không bao giờ đổ gàn 100%. Vì sao? Vì thế giới cực lạc không có ngủ. Cái người ngủ như chúng ta là vì thăng tứ đại mệt mỏi nên chúng ta cần nghỉ ngơi. Còn người ở thế giới cực lạc là thật sự nghỉ ngơi của họ là gì? Thiền định. Thiền định thì con mắt không bao giờ đổ gạt. Quá tuyệt quý vị ơi, cái quốc độ cực lạc quá đặc biệt luôn. Quý vị coi một cái quốc độ mà không có gọi là mặt trời mặt trăng, không có tinh tú, mà sống trong quang minh. Quý vị biết cái cảm giác mà sống trong quang minh đó nghe quý vị. Cái cảm giác mà sống trong quang minh đó nó dịu mát quý vị ơi, đừng có nói nữa. Nó dịu mát không tưởng tượng được. Quý vị coi bây giờ cái cảm giác quý vị xuống ao Bắc Công Đức Thủy bị tắm mà. Bây giờ có nước nào bằng nước Bắc Công Đức Thủy. Quý vị xuống tắm thôi, muốn nước đến chân thì đến chân, đến gối đến gối. Muốn nước qua bụng thì qua bụng, muốn nước qua lưng thì qua lưng, qua đầu thì qua đầu. Mà tắm không ướt. Này mới là đặc sắc. Mà cái sự mềm dẻo, im dịu, mát mẻ. Tại vì bát công đức thủy có loại 8 công đức để mà mình tắm trong nước đó vậy đó. Tắm xong con người phát sinh trí tuệ, con người nó thoải mái, nó không ướt mình. Mình xuống tắm thì bình thường, mà đồ vẫn bạn bình thường để xuống tắm. Không tưởng tượng được cái sự đặc biệt này của thế giới cực lạc quý vị. Bằng đồ bình thường mà xuống tắm, không ướt mình gì cả, chứ không phải là cởi đồ chằn chuồng xuống tắm. Nếu người thế giới cởi đồ chằn chuồng xuống tắm là người thế giới cực lạc giống mình.
Hiểu chưa? Người thế giới cực lạc là thân họ có nghĩa là không có hư hoại gì hết, nó trông như pha lê. Cái người thế giới cực lạc trông như pha lê, họ xuyên qua tất cả những sự chướng ngại, chướng ngại không có tường vách gì mà họ không xuyên qua được, vì họ không có còn vướng của cái cõi ta bà này. Thân họ sạch sẽ hoàn toàn, họ như pha lê trong suốt vậy đó, mình nhìn thấy họ đó, công đức mà. Từ nơi đó mà bây giờ quý vị coi con người chúng ta làm sao nhìn người thế giới cực lạc được. Không gian di thứ không đồng, cảnh giới bất đồng, phước duyên bất đồng, sao nhìn thấy? Không thấy được đâu. Đó nên nghe thấy mê chưa? Muốn gì cần lạc không? Bây giờ khổ đau vì chồng vì vợ vì con cỡ nào cũng phải vì cần lạc nghe. Nhớ kỹ câu này, mấy mươi năm rất ngắn ngủi, rồi chúng ta sẽ vì cần lạc thôi. Cố gắng niệm Phật đi, xin niệm Phật nghe. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh về tịnh độ. Chúng ta ra phóng sanh cũng đi thật quý vị ơi. Anh với đạo Phật.